Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ninh Bình phấn đấu nuôi thủy sản xuân hè đạt hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trồng hoa lan của hội viên nông dân xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhiều năm không có ma túy. Nguy cơ mất an toàn phòng chống cháy nổ tại chợ Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành luôn coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, luôn lắng nghe và có hành động cụ thể thiết thực nhằm hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh những nỗ lực về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện các cơ chế chính sách, hỗ trợ đặc thù cho nhà đầu tư nhằm thu hút những tập đoàn lớn có thương hiệu toàn cầu vào đầu tư, thì Bắc Ninh cũng đã và đang xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển một cách bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bắc Ninh hiện có hơn 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số. Các doanh nghiệp này hàng năm đã tham gia giải quyết một lượng lớn lao động, đồng thời đóng góp ngân sách cho địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Một số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư phát huy lợi thế để tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, trở thành đối tác phát triển của các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng thừa nhận vẫn chưa nắm bắt hết lợi thế của tỉnh, là nhiều tập đoàn lớn để tham gia vào chuỗi giá trị phát triển công nghiệp hỗ trợ bởi nhiều nguyên nhân, có cả chủ quan và khách quan. Phải thừa nhận, những đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua là rất lớn. Cùng với những giải pháp của chính phủ về chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như bỏ lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đang chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung xây dựng chính sách riêng của tỉnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Đây cũng là cam kết đồng hành với doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh. Cùng với cây lúa và các cây màu khác trong cơ cấu sản xuất mùa vụ, hiện nay cây ăn quả chiếm một vai trò quan trọng giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu kinh tế, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam. Với đặc điểm địa lý và khí hậu có thể phát triển đa dạng các loại cây ăn quả, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Nam, một số vùng có thế mạnh về phát triển cây ăn quả như ở huyện Duy Tiên, huyện Lý Nhân và huyện Kim Bảng, bà con nông dân đã tập trung cải tạo vườn tạp, phát triển các vườn cây, nhất là các cây có múi cho giá trị cao thay thế những giống cây trồng kém chất lượng như bưởi diễn, cam canh, cam ngọt. Do đó, diện tích trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao ngày một tăng, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất cho bà con. Đến nay, tuy chưa có một con số thống kê chính xác về số lượng, nhưng có thể khẳng định diện tích trồng cây ăn quả của Hà Nam tăng theo từng năm. Tại một số địa phương trong tỉnh, việc xây dựng các vùng cây ăn quả chất lượng cao đang là hướng phát triển mang tính chiến lược như vùng trồng ổi Trác Văn, vùng trồng nhãn Mộc Nam, vùng cam chuyên ngoại, bưởi Lý Nhân, na Ba Sao, v.v. Giá trị từ việc trồng cây ăn quả luôn cao hơn so với các cây trồng khác trên cùng một diện tích. Những năm gần đây, sản xuất nuôi trồng thủy sản của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phát triển ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Việc tích cực triển khai thực hiện nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tăng cường đầu tư, cải tạo hệ thống các ao đầm đã tạo động lực giúp cho các hộ mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị ngành nuôi trồng thủy sản của huyện. Xác định nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Những năm gần đây, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã và đang dành nhiều nguồn lực nhằm tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời triển khai tích cực các chính sách hỗ trợ người dân phát triển thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Đến nay, diện tích nuôi thả thủy sản của huyện trên 1.700 ha, năng suất cá bình quân đạt 6 tấn một ha. Sản lượng thu hoạch năm 2017 đạt trên 10.000 tấn, diện tích tăng chủ yếu là do nhiều địa phương thực hiện mô hình ao nổi tập trung ở các xã Hà Thanh, Quang Phục, Tân Kỳ và Hà Kỳ. Các hộ đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi cá, vệ sinh ao nuôi thường xuyên, góp phần nâng cao năng suất và đem lại giá trị kinh tế. Thời tiết thuận lợi, các hộ và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang tích cực cải tạo ao đầm và chuẩn bị điều kiện cần thiết, bước vào vụ nuôi xuân hè, phấn đấu đạt năng suất và hiệu quả cao.
Sau khi thu hoạch cá phục vụ cho Tết Nguyên đán, nhiều ngày qua, gia đình anh Thông ở xã Gia Vượng đã tập trung cải tạo ao đầm cho vụ mới xuân hè năm 2018. Do ao sử dụng lâu năm, chủ yếu là thả chấm đen, ngoài việc ấp trúc lại bờ ao giữ nước. Anh chú trọng việc vệ sinh đáy ao, vét vỏ ốc dư thừa và khử độc tiêu trùng. Đây là cách mà nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản thực hiện. Trước khi đưa vào nuôi thả thì chúng tôi phải vét sạch đáy ao, đấy, bón vôi đấy, và đón nước mới vào làm sạch ao thì nuôi nó mới hiệu quả được, nó không bị dịch bệnh xảy ra. Còn đối với hộ dân nuôi mới, việc chuẩn bị ao đầm còn được kỹ lưỡng hơn. Từ xử lý đáy ao tới việc lấy nước, tạo dinh dưỡng ban đầu cho con nuôi. Xử lý vôi tỏa trong quá trình cải tạo ao đầm trước khi thả con giống, đây là việc làm cần thiết, giúp ngăn chặn mầm dịch bệnh có trong môi trường, làm ảnh hưởng con nuôi thủy sản sau này và giúp cân bằng độ pH ao nuôi. Hiện nay, đang vào vụ nuôi mới nên không khí sản xuất thực sự tấp nập tại các vùng nuôi tôm, cá tập trung tại huyện Kim Sơn, Gia Viễn, Yên Mô. Các hộ nuôi và các doanh nghiệp cũng huy động máy móc, máy bơm, các phương tiện đào mới, cải tạo ao, đầm, nạo vét, tu sửa bờ ao, xử lý môi trường nước, chuẩn bị điều kiện để bước vào vụ nuôi mới. Nhiều hộ đã đầu tư áp dụng ao nổi theo hướng kiên cố. Theo kế hoạch, năm 2018, toàn tỉnh nuôi thả trên 2.000 hecta thủy sản, trong đó diện tích nuôi nước lợ trên 1.000 hecta, còn lại diện tích nuôi nội đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình, diện tích nuôi, chất lượng và nguồn giống thả, đôn đốc các địa phương hướng dẫn nông dân chuẩn bị ao nuôi theo quy trình. Đã và đang khuyến khích các thành phần kinh tế xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản theo chuỗi giá trị, hình thành tổ hợp tác liên kết để nâng cao chất lượng thủy sản, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Trước tình trạng rất nhiều làng nghề bị mai một, thì nghề sản xuất mây che đan tại Hợp tác xã Mây Che Đan, xã Liên Khê, huyện Quái Châu, tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển và tạo nhiều việc làm cho các hộ dân nơi đây. Nghề mây che đan của Hợp tác xã Mây Che Đan, xã Liên Khê đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận làng nghề năm 2004 và đang tạo việc làm cho 400 lao động địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 3 triệu đồng một tháng. Mẫu mã sản phẩm rất đa dạng và phong phú như giỏ hộp đựng đồ, khay, hòm làn, có giá dao động từ 50 đến 600 nghìn đồng một sản phẩm. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Nhật Bản và Singapore. Hiện nay, mỗi tháng, Hợp tác xã xuất bán khoảng từ 6.000 đến 7.000 sản phẩm các loại với doanh thu trên 500 triệu đồng. Mạnh dạn đầu tư dám nghĩ, dám làm, nhiều hội viên nông dân đã có nhiều hướng đi mới trong xây dựng và phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập cho gia đình để làm giàu. Mô hình trồng phong lan quy mô lớn của hội viên nông dân xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là một ví dụ điển hình. Đến mô hình trồng phong lan của anh Hoàng Văn Minh ở xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, dù đã qua đợt cao điểm ra hoa Tết, bất kỳ ai cũng ấn tượng về quy mô của vườn lan này. Trên diện tích khoảng 1.500 m², anh Minh đầu tư 4 vườn lan với 200 trụ lan và trên 1.000 giỏ treo. Lan trong vườn cũng phong phú về chủng loại như phi điệp, trầm, quế lan hương, tam bảo sắc. Nhưng nổi bật hơn cả là lan đai châu. Đây là loài lan có giá trị kinh tế cao. Vì cái đai châu này là nó so như hiếu thị trường. Và do sự phát triển của xã hội thì mình cũng đáp ứng để cho nó phục vụ bà con, phục vụ mọi người. Cái đai châu này thì nó cũng có một số cái khác, tại vì là những cái khác thì nó dễ tính hơn. Còn đai châu thì nó cũng khó tính hơn một tí, tức là nếu mà không quan tâm nó thì cây nó sẽ yếu và nó hoa nó không chuẩn được Tết. Khởi điểm với nghề trồng lan từ năm 2006, nhưng đến nay anh Hoàng Văn Minh mới hoàn thiện cho mình vườn lan rộng lớn này. Với sự cần mẫn tỉ mẩn và kinh nghiệm học hỏi từ nhiều nơi, đến nay vườn lan đã đem lại giá trị thu nhập cao cho gia đình. Trung bình mỗi trụ lan có giá thị trường từ 10 đến 50 triệu đồng. Từ mô hình này, mỗi năm đem lại thu nhập cho anh Minh từ 100 đến 150 triệu đồng. Từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương vừa qua, thì hội nông dân cũng đã thành lập được cái tổ hội nghề nghiệp, thì cũng cho một số hộ nông dân điển hình như là chỗ anh Minh ở đây là vay để làm kinh tế hộ gia đình. Thì đến nay thì cái kinh tế hộ gia đình của xã mà đặc biệt là của hội nông dân là cũng phát triển tương đối mạnh. Với thế mạnh về nghề cây cảnh lâu đời, những vườn lan của hội viên nông dân xã Nam Toàn, trong đó tiêu biểu là mô hình trồng lan của gia đình anh Hoàng Văn Minh, chính là hướng đi mới, tận dụng được diện tích đất sử dụng
mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người dân ở vùng quê liền kề thành phố này. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2018, Ninh Bình đón gần 3,4 triệu lượt khách đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng, tăng 47,2% so với kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách nội địa là trên 3,1 triệu lượt, khách quốc tế trên 217.000 lượt, khách lưu trú qua đêm tăng 7,9%, doanh thu đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2017. Năm 2018, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 2.700 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành du lịch tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường du lịch an toàn và hấp dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nếp sống văn minh tại các khu, điểm du lịch. Năm 2018, tỉnh Nam Định phấn đấu đón 2,55 triệu lượt khách du lịch, tăng 5,4% so với năm 2017. Doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch dịch vụ đạt 740 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2017. Năm 2017, tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch của tỉnh đạt hơn 2,4 triệu lượt người, tăng 5,4% so với năm 2016. Trong đó, khách do các cơ sở lưu trú và ăn uống phục vụ đạt trên 1,2 triệu lượt người, chiếm 53,1% tổng lượng khách. Khách tham dự lễ hội và tham quan di tích chiếm tỷ lệ cao đạt trên 1,65 triệu lượt người, chiếm 68,4% tổng lượng khách. Khách du lịch đến các khu du lịch sinh thái, khu du lịch biển đạt 470.000 lượt, chiếm 19,4% tổng lượng khách. Thu nhập du lịch ước đạt 657 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2016. Để đạt mục tiêu năm 2018, đón 2,55 triệu lượt khách du lịch, ngành văn hóa thể thao du lịch tiếp tục tăng cường quảng bá các hoạt động du lịch, tuyên truyền, phổ biến luật du lịch 2017, hướng đến khai trương mùa du lịch biển năm 2018. Trong đó, chú trọng đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, đề cao công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên không chỉ được biết đến là xã giàu truyền thống trong sản xuất nông nghiệp, mà còn được biết đến là xã có nhiều năm không phát sinh tệ nạn ma túy. Chính quyền và các lực lượng chức năng xã Nhân La luôn chú trọng đến các hoạt động hạn chế tối đa sự xâm nhập của ma túy. Hầu hết các văn bản, nội dung tuyên truyền được thông qua cuộc họp hoặc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên nắm chắc việc đăng ký người tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát giác các đối tượng có liên quan đến ma túy để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. Cùng với đó, cán bộ xã, công an viên đến từng hộ dân để vận động và ký cam kết với nội dung không mua bán các chất cấm, không tàng trữ trái phép chất ma túy. Vận động thanh niên tích cực lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, 10 năm trở lại đây, xã Nhân La không phát sinh đối tượng nghiện ma túy. Thiếu thiết bị an toàn, cộng với tư tưởng chủ quan chưa coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy, đang là những nguy cơ nhãn tiền gây mất an toàn phòng chống cháy nổ tại chợ Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Qua kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại chợ Quỳnh Côi cho thấy tình trạng thiếu vật tư trang thiết bị như bình bọt, bình bột, vòi nước phòng cháy chữa cháy diễn ra ở hầu hết các quầy hàng kiosk. Đặc biệt là các hộ tiểu thương ở đây còn chủ quan, chưa coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy diễn ra rất phổ biến. Nhiều hộ kinh doanh câu nối điện, lắp đặt thiết bị bừa bãi gây mất an toàn về điện và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trong buổi kiểm tra tại chợ Quỳnh Côi, mặc dù đã có liên hệ trước, nhưng ban quản lý chợ vẫn không có mặt. Khi đề cập đến vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ ở đây, thì hầu hết các hộ tiểu thương đều tỏ ra không quan tâm. Nhiều người buôn bán còn thông tin có bình chữa cháy tại chỗ, nhưng ban quản lý chợ giữ và khóa để trong kho. Vẫn biết rằng, chợ Quỳnh Côi đang ở vào giai đoạn sắp xếp để chuyển sang địa điểm mới. Sau ngày nào chợ còn họp ở vị trí này, thì ngày ấy công tác phòng cháy chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu. Sự chủ quan lơ là và tắc trách trong công tác quản lý ở chợ Quỳnh Côi đang là những nguy cơ nhãn tiền gây mất an toàn về cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm nằm giữa ba khu công nghiệp lớn của tỉnh là khu công nghiệp Phố Nối A, B và khu công nghiệp Thăng Long 2, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào có mật độ dân số cơ giới khá lớn. Vì vậy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là yếu tố góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Vĩnh Hào có trên 16.200 nhân khẩu, trong đó có trên 2.150 người đăng ký tạm trú trên địa bàn và thường có những biến động sau các kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Để quản lý tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị trấn Bần Yên Nhân đã nắm chắc số lao động là người từ địa phương khác đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thông qua hợp đồng lao động và đăng ký tạm trú tạm vắng, tiến hành cho 135 hộ làm dịch vụ nhà nghỉ, nhà trọ, ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh đô thị và đảm bảo an ninh nơi sinh sống. Ngoài ra, thị trấn Bần Yên Nhân còn phối hợp chặt chẽ với trường đại học sư phạm kỹ thuật và trường cao đẳng bách khoa đóng trên địa bàn, thực hiện nghiêm việc quản lý học sinh, sinh viên. Hội Bảo trợ Tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Hải Dương vừa trao tặng xe lăn cho 20 người khuyết tật tại huyện Thanh Hà. Các đối tượng nhận xe lăn chủ yếu bị tai biến, bại liệt, bại não, khuyết tật vận động. Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Dương cũng đã trao tặng xe lăn cho bà Nguyễn Thị Mây, 85 tuổi, cháu Nghiêm Viết Hiểu, 13 tuổi, đều trú tại phường Bình Hàn, và bà Đỗ Thị Cách, 79 tuổi, ở phường Lê Thanh Nghị. Đây là món quà thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với những người không may mắn. Việc trao tặng xe lăn giúp cho người khuyết tật có phương tiện đi lại, làm việc và sinh hoạt hàng ngày dễ dàng hơn, giúp họ có thêm động lực phấn đấu vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Nhằm giúp cho công nhân viên chức khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn cho chị Đinh Thị Nhài ở phường Bắc Sơn, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Tam Điệp. Chồng mất sớm, chị Nhài một mình nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học nên gặp rất nhiều khó khăn. Ngôi nhà mà mẹ con chị đang sinh sống đã xuống cấp. Cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 25 triệu đồng từ quỹ xã hội để giúp chị xây ngôi nhà mới. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Tam Điệp đã vận động cán bộ công nhân viên đóng góp ủng hộ số tiền 30 triệu đồng cùng rất nhiều ngày công. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã vận động 5 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chung tay hỗ trợ gia đình chị Nhài bằng vật liệu để xây nhà như gạch, xi măng, cát với số tiền trên 24 triệu đồng. Dự kiến ngôi nhà sẽ được xây dựng trong 3 tháng với diện tích hơn 50 m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 170 triệu đồng. Xung kích tình nguyện vì môi trường sống trong lành, mô hình bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật của đoàn thanh niên xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã góp phần nâng cao ý thức của người dân bảo vệ cảnh quan đồng ruộng xanh sạch đẹp. Kể từ khi đoàn thanh niên xã xây bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt trên các xứ đồng, mỗi lần phun trừ sâu bệnh cho lúa màu, bà Nguyễn Thị Triều và mọi người dân xã Thụy Việt nêu cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường. Từ ngày có đoàn thanh niên của xã Thụy Việt đã dựng được cái mô hình này, chúng tôi thấy là rất là đúng, mà bà con xã viên chúng tôi cũng là trách nhiệm chung và đã biết bảo vệ, tự bảo vệ bảo nhau, là vất tập trung tất vào cái bể chứa của đoàn thanh niên. Hàng tháng là thanh niên cũng đi xử lý và đốt phân hủy đi. Mô hình bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật của đoàn thanh niên xã Thụy Việt triển khai thực hiện từ năm 2015. Có 64 bể chứa rải khắp các xứ đồng. Kinh phí đầu tư chủ yếu vận động xã hội hóa từ các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ, thu gom vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Mỗi tháng đoàn thanh niên chúng tôi là xử lý một lần những đợt chiến dịch phun trừ bệnh và lượng vỏ thuốc rau nhiều, cũng có tháng những tháng mà phải thu đến 2 lần. Trong lúc trước thì tẩm xăng đốt tại chỗ, còn giờ thu gom và bao chuyển về bãi tập kết chung và để xử lý. Lực lượng tham gia thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu là đoàn viên thanh niên khối trường học, trên tinh thần tự nguyện vì môi trường, vì cuộc sống cộng đồng. Từ kinh phí hoạt động của đoàn và hỗ trợ của địa phương mua bảo hộ, khẩu trang, găng tay, có những đợt chiến dịch, lượng rác bao bì thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều thì phải thuê xe vận chuyển. Chúng tôi sẽ tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này ra khác các tổ chức đoàn thể như là hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và thông qua các tổ tự quản. Đặc biệt là đối với hội phụ nữ và các tổ tự quản thì chúng tôi sẽ tiếp tục là nhân rộng cái mô hình là trồng cây trên các trục đường giao thông, các đường làng ngõ xóm cũng như là các cái đường trục chính nội đồng để tiến tới cái môi trường của xã nhà là tiến tới xanh, sạch và đẹp. Mô hình bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật của đoàn thanh niên xã Thủy Việt không chỉ nâng cao ý thức của người dân bỏ rác đúng nơi quy định, tạo cảnh quan đồng ruộng sạch đẹp, quan trọng hơn là hạn chế ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống trong lành, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.